Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Hôm nay Huy sẽ cập nhật cho anh chị những cái sản phẩm mà mới vừa về tại công ty bên Huy và đang đợi làm Maruguri để anh chị và các bạn mình tham khảo nha. Thì đây là một chiếc xe Toyota Yaris được sản xuất vào năm 2019 các anh chị. Cá nhân đứng tên, gia đình sử dụng đi rất là kỹ, mới chỉ có 13.000 cây số thôi nha các anh chị. Biển số thành phố, xe còn rất là đẹp và mới luôn các anh chị. Hầu như ngoại thất của sản phẩm này thì Huy thấy là hầu như là còn nguyên bản luôn. Được trang bị đèn bi, rồi có đèn chiếu sáng ban ngày, mọi thứ, ga lăng đồ này, anh chị nhìn rất là mới và đẹp. Đây là một chiếc xe hatchback nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan các anh chị. Dung tích động cơ là 1.5 lít, vỏ rồi còn nguyên bản theo xe luôn các anh chị nha. Đây, tuần thứ 6 của năm 2019. Công tắc ra vào cửa thông minh, xe thì trang bị thêm dán phim đầy đủ các anh chị. Ghế da màu kem. Xe đi khá là kỹ và về chất lượng ngoại thất và nội thất của sản phẩm này thì anh chị yên tâm. Vì mới đi được có 13.000 cây số, 13.000 cây số Toyota Yaris 2019 nhập nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà Huy đánh giá khá là cao về cái độ chất lượng, xe đi lướt, cảm biến khoảng cách ở phía sau, rồi camera gear đầy đủ hết các anh chị. Thì cốp đựng đồ phía sau cũng khá là rộng rãi. Những tính năng an toàn như những cái hệ thống ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành nâng dốc, rồi cân bằng lực phanh điện tử và bảy túi khí thì đều có ở trên chiếc xe Toyota Yaris 2019 này. Gia đình đi sử dụng khá là kỹ. Huy thông tin để cho anh chị nắm về sản phẩm. Và tiếp theo bên cạnh đây là một sản phẩm thì bên Huy cũng mới vừa lái về, Toyota Fortuner máy xăng một cầu, sản xuất vào năm 2019, nhập Thái Lan, nhập Indo các anh chị, nhập Indo. Xe này còn rất là mới luôn, mới về, chưa có làm Maruguri, mới đi được có 23.000 cây số thôi, rất là chuẩn các anh chị. Khe hở giữa các chi tiết, mọi thứ về màu sơn, độ đều màu hầu như nước sơn còn nguyên bản khá là nhiều. Đó, gai vỏ còn rất là dài luôn các anh chị. Hiện tại thì bên Huy về khá là nhiều xe chất lượng và lướt, được sản xuất vào năm 2019, gia đình đi đi khá là kỹ, dán phim che mưa, công tắc ra vào cửa thông minh. Xe được trang bị rất là nhiều những cái tính năng như là công tắc lên xuống kính auto một chạm chống kẹt ở tất cả các cửa này, gương gập điện, ghế thì chỉnh điện, bọc da, odo chuẩn là 23.000 cây số đây các anh chị. Đầu DVD, hệ thống điều hòa tự động, hộp số 6 cấp. Đây là một trong những cái sản phẩm khá là chất lượng, rộng rãi, gia đình sử dụng khá là kỹ nữa các anh chị. Và sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 985 triệu các anh chị, 985 triệu. Xe còn rất là đẹp. Và chiếc Yaris này thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 598 triệu nha các anh chị. 598 triệu. Rồi tiếp theo, một sản phẩm nữa cũng khá là chất lượng. Đây là chiếc xe Toyota Vios phiên bản G, số tự động các anh chị, được sản xuất vào năm 2020, cũng mới đi được có 16.000 cây số thôi các anh chị. 16.000 cây số thôi. Khá là chất lượng, màu nâu vàng. Xe biển số Đồng Nai. Và hiện tại thì bên Huy đang chào bán sản phẩm này với giá là 542 triệu nha các chị. Khá tiết kiệm nhiên liệu. Những cái option cũng rất là nhiều. Tính năng an toàn thì xe trang bị tới 7 túi khí và những hệ thống như là hệ thống ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành nâng dốc đều có đầy đủ hết trên sản phẩm này. Công tắc ra vào cửa thông minh, khởi động bằng nút bấm. Hộp số tự động vô cấp nha các anh chị. DVD, camera gear, camera hành trình có đầy đủ hết các anh chị. Mới 16.000 cây số ha. Vỏ chắc chắn là còn nguyên bản theo xe rồi các anh chị. Sản phẩm thì khá là ok, chất lượng. Thì sơ bộ cho anh chị nắm một số những cái sản phẩm mà mới vừa về tại công ty bên Huy. Và đó là ba sản phẩm mà bên Huy mới vừa lái về. Giá cả cũng như là về chất lượng của xe khá là ok các anh chị. Anh chị nào đang có nhu cầu mua
sản phẩm nào thì liên hệ Huy sẽ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu những sản phẩm này. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật những cái sản phẩm mới về tại công ty cho các chị và các bạn xem qua. Địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Toyota Hiroshima tất cả các anh chị ạ. Rồi, Huy xin kính chào, hẹn gặp lại ạ.